Trong rồi các bạn. Đây chỗ thờ của em Tâm. Ủa không thấy hình nữa. Không có hình, bởi vì mình cái hình trong điện thoại á là mình đem lên cho ảnh cho nó quạ ra đó, nó nói quá trời mờ làm không được. Bây giờ là còn được đỡ là chứng minh. Còn cái hình kia là cha mẹ nó quạ rồi, mà cha mẹ nó đi Đồng Nai làm rồi. Mình không biết mình đi xuống dưới mình kiếm được không. Đó. Bây giờ mình cũng chờ đang kiếm cách đang mình làm cho nó một cái tấm hình như thằng con gì đó. Bên đây là con trai của anh hả? Con trai của anh cũng mới mất luôn hả? Mới mất hồi tháng 8 năm ngoái. Bên đây như là anh em cho để gần nhau. Hai anh em gần nhau luôn. Cái này con trai của anh bị gì? Nó bạn trai Bình Dương cho nó bị bệnh xuất huyết não á. Vậy đó hả? Mất lâu bao rồi anh Phát? Mất hồi tháng 14 tháng 8 năm rồi. Như mới có mấy tháng rồi nè. Sao bảy tháng mấy? Bạn trai lớn luôn á. Trai lớn 23 tuổi. Thì hằng ngày là con trai anh cũng làm để giúp gia đình. Bây giờ hiện giờ em trai mắt cũng như là hiện giờ cũng đang dương vào hoàn cảnh khó khăn quá. Đúng rồi. Hằng ngày cũng anh đi chăn dịch. Chăn dịch ha. Còn cái bữa rước hồn của em Tâm về đó, thì những cái ngày đó chắc anh cũng nhín thời gian ra, gia đình cũng nhín thời gian để rước về đây không? Đúng rồi, bữa đó đi chăn dịch tới chiều về, tính về cũng mình đi hồi chôn em Tâm đó. Cũng đi thả dịch cũng gần nửa tháng rồi. Đi về thăm nhà, người sẵn vậy, vợ điện thấy vậy thì cũng đi luôn. Bao xe đi xuống dưới ấy hồn của em Tâm về đó. Đêm đó về tới đây thì cũng 2 giờ 36 phút. Hai giờ khuya hả? Thì trên đường đi có cái diễn biến gì là nó lạ không gì không? Không, cũng bình thường. Bình thường hả? Đi có thầy tư rồi đó, đi cũng bình thường. Nhưng mà tôi biết em Tâm nó rất là linh, nhưng mà trong mình nó có hồi hộp gì không? Lúc về đây, lúc em về đây thì hồi hộp. Hồi hộp á? Lúc đó thầy về chỗ khác ha, thầy về núi là núi à. Rồi đi về đây 2 giờ 36 phút rồi, thức tới sáng đâu giống ngủ đâu. Sợ. Nhưng mà mình sợ thôi chứ cũng chưa có thấy... Chưa thấy gì hết. Thấy gì hết. Tự mình tâm mình sợ vậy đó. Còn hiện tại thì cái hình của em đó thì anh Sáu nói là nó mờ cho nên là chưa có quạ ra được phải không? Chưa quạ ra được. Mình có đem bên tiệm chụp hình rồi luôn. Mà nó mờ quá. Thở làm không được hả? Không được. Phải mà nó làm được mình cũng làm cho nó rồi. Biết anh em nó vậy thì nó cũng phải vậy thôi. Sao vậy? Cái dự định là để em Tâm chỗ này luôn hay là mình có giờ ra trước gì không? Hay là không anh, bởi vì nó ở đây nó còn nhỏ quá. Không có để mà trước không được. Không để mà trước được. Trước bởi vì trời Phật kia của quyền mình đó, ông bà. Nó nhỏ quá, không đem ra trước được. Nghe nói bữa trước khi mà còn hồn em Tâm về là mình đi đường sau chứ đâu dám đúng đi trước. Đi đường sau. Cái là cái phong tục đó chứ. Cũng như là mình nghĩ là đi ngang đây nè. Của quyền với trời Phật rồi đó, nó sợ nó đâu dám vô. Mới đi cửa sau. Tức là ngoài này đó hả? Ngoài đó. Đi ăn trước đó, đi vòng qua đây. Bây giờ là không có còn cái tấm hình nào sao? Đâu anh Sáu có hỏi không? Hồi nhỏ tới lớn nó không có chụp hình. Nó có chơi Zalo Facebook gì không? Không, nó đâu có biết xài điện thoại được gì đâu. Ủa vậy sao mà lại có cái tấm hình đó? Cái tấm hình ở trên mạng đó, nó màu. Tấm hình này là cái tấm hình giấy chứng minh đó trước. Nhắc lại cái là anh Tâm là bao nhiêu tuổi rồi? 27. 27 tuổi hả? Hồi nãy là quạ đem về dưới rồi. Tấm hình trên điện thoại đó lên đó là quạ rồi, đem về dưới cho mẹ nó rồi. Mà không biết hiện giờ có ở nhà hay không á. Không biết nữa, bởi vì mình không có lên xuống rồi thì cái chuyện này cái lúc đầu đi chăn dịch mới về đi ra ngoài thế, con ra ngoài đi về nè. Chứ đâu có được ở nhà đâu. Mình tới mấy đứa con lần anh sao? Ba đứa con trai hết hay sao? Trai không. Vậy hả? Rồi hiện tại cái đứa mà chăn dịch đó là nó nhiêu tuổi vậy? 18. 18 rồi còn đứa Út nữa hả? Thằng Út là 18. Rồi. Thứ ba là 22. Rồi. Bị tật nguyện. Bị tật hả? Đâu rồi? Hôm đó có nhà không? Nó mới đi làm hồ sơ tính đi mặn kìa. Vậy hả? Đi xuống xã làm công chứng. Nó bị gãy cái giò này. Cái hàng ngày là mình cúng cho em nó cái gì vậy? Thì mình, ví dụ như mình ăn cái gì mình cúng cái nấy. Vậy đó. Thì bên đây người ta vậy thì bên đó cũng y gan vậy luôn. Không có thằng nào hơn nào. Cái này mình cúng khoảng bao lâu, như mấy lâu ngày? Cúng hoài vậy luôn. Tới mà mình cúng chừng nào mà xả tan đó mình mới nghỉ. Nghỉ lúc đầu mình coi ngay cái ngày nó chết đó. Mình cũng cúng cơm rồi bình thường.
Như vậy thì mình cũng hoài luôn nè, cũng tới chừng nào thả tang thôi. Thì mình mời anh Sáu đi, anh Sáu đi ngồi trước cho nó sáng này, tại trời lại hơi tối. Tới bữa nay nữa là khoảng bao nhiêu ngày anh Sáu? Mốt là cũng 21 tuần. 4 tuần là 1 tháng rồi ha. Mốt là 4 tuần. Là 4 tuần là 1 tháng rồi. 28 ngày. Ừ. 28 ngày. Mốt là mua đồ cũng 4 tuần xem đó. Yeah. Thì hổng dài khi mà về đây rồi là em Tâm giống như mình có nằm mơ hoặc là thấy em có cảm nhận em nó về không? Cũng ấy giờ cũng không thấy nữa, nhưng con của em lúc đó chết rồi cũng không có thấy nữa. Không biết là vậy. Có mấy người ở xóm đồ, người nào thấy thì thấy, không thấy thôi à. Như ở đây ở xóm có ai thấy em Tâm không? Xóm thì không có nghe nói. Yeah. Nếu mà vậy là mình nghĩ là lúc đó chắc có thể là em Tâm chưa chịu về. Nó chưa chịu về. Ừ, cái đó mình không biết lý do sao nữa. Có thể là em Tâm còn quyến luyến hay cái gì đó, cho nên là chưa chịu về. Mà nghe thầy Tư nói là em Tâm là hình như là hồi đó là mẹ ruột nhưng mà cha dượng phải không? Đúng rồi, cha dượng. Nhưng mà lấy không phải là lấy họ cha mà là lấy họ mẹ. Lấy họ mẹ. Bởi vì hồi lúc đó thì mẹ nó mới mang bầu đó. Yeah. Người cha ruột thì bỏ. Cha ruột thì bỏ hả? Ừ. Ừ. Hiện giờ cha ruột vẫn còn sống không? Hay không là... biết luôn, không biết hồi không? Mà lúc mà mang bầu đó mà bỏ đi mất tích tới bây giờ luôn, không biết sống hay ai nữa. Như thất lạc luôn đó hả? Thất lạc luôn đó rồi. Nó sống hồi lúc còn nhỏ thì đẻ ra rồi thì nó sống với ông bà ngoại. Rồi tới lớn lên rồi nó cũng đi xuống chống với cha dượng mẹ nó vậy đó. Rồi nó mới về đây chơi 5-10 ngày, lên kia chơi 5-10 ngày vậy, nó cũng đi nữa chứ nó không bỏ luôn. Nói chung là vậy đó. Và cái thời gian đó là em Tâm nó đi xuống Hậu Giang là cũng lâu lắm ha, làm sao? Bây giờ mình lo mặn nó đi mình cũng không biết nữa. Mà tới chừng mà nghe hay nó chết đó thì mới biết thôi. Chứ mình không biết nó đi hồi nào làm cái gì. Đi con chứng sao mà bỏ hồ sơ nè. Nghe nói á, là khi mà clip lên đó là em Tâm nó là chết nước. Đúng rồi, chết nước. Chết nước mà cũng như là dân ở dưới người ta thấy thôi chứ mình cũng không biết. Dạ, thấy người ta kể lại rồi tao mới điện cho mình vậy đó. Chứ mình cũng không thấy được. Cái như người ta có nói là em Tâm thế nào không? Cũng nhậu hay sao? Chưa có hiểu biết được, bởi vì nghe nói thì bữa đó em Tâm mới chết thì không có nhậu. Không có nhậu hả? Cái nửa đêm đâu đi, đâu nửa đêm á. Không có nhậu. Rồi mình cũng không biết sao nữa. Thì cũng nghe ở dưới kể thôi. Thì cái sự việc của em Tâm chết nước đó là rất là khác với người ta. Tại vì nửa đêm giống không, cái này không biết phải mộng du hay không. Nói tự nhiên nửa đêm mà đi ra cái là rớt xuống đó là mất luôn á. Không biết có phải mộng du hay là có ai lôi kéo gì không á. Vấn đề đó cũng chưa biết được ha. Chưa biết được, mình không biết. Cái người bình thường mình em Tâm hàng ngày có bị giật gì ấy gì không? Không, bình thường. Có bị bệnh gì không? Bị bệnh là lúc nó còn nhỏ xíu à. Có bị bệnh giật không? Không. Đó cũng lạ, nó giật thì thường thường. Giật thì dân xuống nước thì thở không được thì mất. Còn em Tâm bình thường là tự nhiên đi giống như đi tiểu, đi đái gì á. Là lúc ban đêm đi ra cái là bị rớt xuống nước luôn. Nó nhỏ lớn đâu bị bệnh gì, có bệnh. Và cái hầm đó có thấy sâu không anh Sáu? Xuống dưới thì nghe cũng nghe người ta nói á, bị mình đi chứ là đi ban đêm đi hái hồng á, đi ban đêm thôi. Thì nghe mấy người ở dưới người ta vớt á thì nói xuống tới đây thì nó đụng rồi, đất rồi mà có mình đi xuống dưới á là xịn nó lúng. Cái nước thì không có nhiều. Bởi vì mình thấy cái vấn đề như là xịn nó nhiều á ha, xịn nó nhiều nhưng mà nước thì nó không có sâu. Nước không có sâu. Thứ nhất là em Tâm biết loại nè. Biết không? Biết loại. Em Tâm biết loại hả? Thứ hai nữa nước đó đâu có để mà chết nữa. Mà cái hồ đó không có đá sâu thì cũng có nhiều cộng đồng mạng suy nghĩ là em Tâm giống như bị cái vong hồn nào bị lôi gì đó chứ đâu có phải đâu, cơ quan đó. Chứ thế mình nói đi nhưng mà biết lỗi. Nước lúc đầu còn chưa chết nữa mà. Còn lại nước có ngang đầu gối vậy. Mà trong khi đêm đó là không có nhậu luôn. Nghe chứ nói là không có nhậu luôn. Vậy là một cái vấn đề là lạ đó. Như anh Sáu mình có nghe cái vấn đề là ở dưới là có nói là giống như là có một cái người nào mà chết trước ở đó không?
cũng có nghe con của cái bà chị ở cặp nhà đó nói. Nghe chỗ đó luôn ha. Không chết mà không biết ở đâu thôi, mình nghe thí thí gì đó mà cũng người ta nói gì đó. Ta nói sao? Nói con cũng lúc đó chết thì cũng 28 tuổi gì đó mà chết ngủ ban đêm mình nó chết gì đó. Cũng ghét xuống học luôn. Không, ngủ trên giạc á. Ở đâu trên Bình Dương Sài Gòn chứ. Ngủ trên chỗ thôi, trên giạc vậy đó. Nghe cũng nghe kể lại thôi, mình nào giờ mới xuống lần đầu tiên mà đi xuống ban đêm nữa, mình cũng gành nữa. Cũng chết cái đó luôn ha. Không biết chết ở đó hay là trên chỗ trên Bình Dương không biết. Cái đó mình không có gành. Tại vì cái hiện tượng khi mà một người nào mất nè, nó cũng có cái động cơ. Nếu không phải vụ án thì có lẽ là một cái dân nào đó lôi kéo đó. Giống như thế chỗ cho người ta vậy đó. Giống như thế chỗ. Tại vì mấy người thầy cũng hay nhắc tới cái vụ thế chỗ đó. Thế chỗ đang cho người ta lên, đang ta đi đầu thai á, thường thường mấy người chết nước là như vậy. Nhưng mà cái đó mình chưa có biết ha. Cái đó giờ mình cũng chưa có tìm hiểu tới, mình không biết. Mình thấy nó lạ. Cái đó rồi bắt bên chính bên cơ quan nó có khám tử thi gì không? Cũng nghe nói có nữa. Có khám rồi mà cũng chưa biết chưa biết ha. Là cái lẫn là cái gì nữa. Mà không ra cũng lâu rồi, nếu có là cũng có rồi đó, nhưng có lẽ là khám không ra rồi. Thì là không phải động cơ vụ án cái này là như là nó té nước rồi. Cũng như nhiều, nhiều người người ta cho là cái đó là cũng như giống như mình bị vong nó thấy gì đó. Có thể là té nước. Mà trong khi em Tâm là giống như một người bị chết quang. Ừ đúng rồi, nó chết quang bởi nó bị quậy dữ vậy đó. Nhưng nó nhát nguyên dữ dữ lắm, ai cũng sợ vậy. Nhưng con em là nó chết, nó nằm trên bệnh viện trên Sài Gòn cho nó, cho gãy á. Là bác sĩ trở về. Giờ tới đây là 11 giờ khuya nha. Tới 1 giờ 10 nó mới chết. Mà nó chết rồi đâu có gì đâu. Bình thường tới số ha. Thì đó bệnh á, cái bệnh này tới số. Bình thường. Còn cái dạng mà tự nhiên á. Tự nhiên á. Đột sức mà chết cái vấn đề đó là đang mạnh khỏe nữa chứ. Mạnh khỏe nữa. Chết cái chỗ không đáng chết đó. Cho nên nhiều khi em Tâm bị quan đó, cho nên thì nó hiện về nó nhát. Nhát bà con ở dưới Hậu Giang nhiều á. Cũng có đi xuống dưới Hải Hồn vậy rồi đó mà nghe cũng nghe nó còn dưới là tính bữa nay thế thằng con ngoại á. Là đi về nó nói với em rể bên kia kìa. Tại nhiên nó làm bệnh đạo đó. Kêu nó đi xuống dưới làm cái nữa thử coi sao. Tại vì thầy Tư có gặp thầy Tư thì thầy Tư nói là em Tâm là không phải là họ cha, cho nên thì nó không giống như là không cái hậu khẩu nó không chịu về. Ở dưới hoài nó không chịu về đây. Mà họ này là lấy bên họ mẹ từ nhỏ lớn luôn mà. Chứ không phải mới đây đâu. Tại vì cha nó, mẹ nó mới mang bầu. Mới mang bầu mà bỏ đi vậy. Lớn giờ luôn. Mà không mà ngộ cái tại sao thầy Tư lại biết ra? Mình có nói không? Nói là nói phản nào? Hình như là thầy Tư biết là em Tâm là không phải họ cha luôn á. Có đó có nói. Gì hả? Nói đọc tên tuổi được. Nó nói. Tên họ. Nói họ tên rồi tuổi rồi là mới biết được ấy chứ mình không nói đâu biết được. Thì lúc có coi trên clip thấy thầy Tư phun lửa rồi đó. Có. Thầy Tư chụp vòng về á. Thầy kêu Hồng em về đó. Mà người ta nói ông thầy làm gì là sai. Ví dụ đi chụp hồn ha, cái hồn không bao giờ đi phun lửa vậy, nó đâu dám về. Nó đâu dám vô mà với cái hồn nữa mà bỏ vô bọc rồi buộc lợ nữa. Buộc vô bọc lợ. Mà trong khi đó ổng là người dẫn dông dẫn hồn, ổng phải đưa về tới nhà. Còn là ổng về mới cứ tới đó ổng ngẩn đó rồi là cũng nó cũng về theo luôn. Tại vì thầy có nói là cái người mà mắc đó là ở dưới nước, cho nên thì thầy phải phun lửa phun lên để giống như là cái bên âm bên dương á, lên chắc ổng nói ổng làm như là không phải. Nói đi chụp hồn mà phải đưa về tới nhà đàng hoàng, nghe nói cũng có công an đồ mờ tới mờ lui rồi mờ mấy người ở dưới luôn á. Nó không làm vậy đó. Nhưng mà theo bên thầy người ta làm vậy là cũng đúng, mà tại vì khi mà cái người mà mắc mà ở dưới nước á thì cái âm nó lạnh thì thầy phun. Nói phun vào lửa đó là cái khúc mà sửa sẵn đem đi chôn đó là mới phun vào lửa. Còn dước dông dước hồn gì đó là chỉ có khi cúng kêu gọi tên rồi thôi chứ không được quyền phun vậy. Phun vậy gì nó sao nó đâu dám về, nó đâu dám lên. Phun vào lửa thì gặp lửa nó sợ mẹ à mày.
tại vì em có cuộc trò chuyện và gặp thầy, thầy có giải thích, thầy nói là phun cái đó là giống như là lạnh đó, bên âm, rồi thầy phun lửa là bên dương cho nó hòa, là đang cho em tâm cho em tâm bớt lạnh là đi theo thầy đi về. Chứ không phải là, tại vì nhiều khi bên thầy người ta có cái tục người ta làm như vậy, ta phun lửa như vậy. Cái đó thì mỗi thầy khác nhau. Nói em tâm là bên đạo hiếu nghĩa thì phải kiếm thầy bên đạo hiếu nghĩa nó mới về theo. Vậy là thẳng về tới nhà luôn, đưa vô nhà, vô trong chỗ bàn thờ đặt lên, gật đầu ông thầy đó, ổng mới đọc kinh đọc pháp gì cho em tâm nữa rồi nó mới chịu ở. Thì là sắp tới là mình nhờ bên hiếu nghĩa hay dạ bên đạo hiếu nghĩa. Giờ mình có tính chừng nào mình đi không? Mình có tính chừng nào mình đi không chị? Để tí nữa vợ chồng thì cũng tính đi bển hỏi ý kiến nè, coi người ta chịu không, chứ cũng hơi khó lắm. Bao xe mình đi hả chị? Dạ, bao xe đi. Từ đây mình đi xuống dưới khoảng bao nhiêu tiếng hả ta? 2 tiếng mấy 3 tiếng. Bữa đó 7 giờ lại rước ông thầy Tư là 7 giờ chạy tới dưới 10 giờ mấy á. 10 giờ rưỡi hay gì đó. Như anh Sáu thì ảnh từ lúc mà đưa cái hồn em tâm về đây đó, là anh Sáu thì không thấy, nhưng mà chị mình có thấy không? Cũng không thấy luôn hả? Nếu mà không thấy chắc có thể không, là tại vì mình không dưới. Sợ thì mình không thấy, còn những mấy người mà ta thôi sợ đó, người ta thấy đó. Cũng như sợ cứ tư tưởng hoài vậy. Ảo tưởng là thấy, còn như vợ chồng không có thấy. Cũng bình thường hả chị? Bình thường cái gì đó. Nhưng mà mình cảm thấy mình có sợ không? sợ gì? Tại vì không biết sao mà nói mà để sợ. Tại vì anh Sáu nói là khi mà lúc mà rước về đó là giấc tối 2-3 giờ sáng là không có ngủ. Không có ngủ thiệt luôn. Không ngủ. Tôi ngủ luôn. Tôi về tại vì đi xe đó không có chịu đó. Tối quá rồi về tới nhà mệt mỏi rồi ổng nằm kế bên ổng tới sáng ổng ngủ. Sáng đi mặn đâu nổi đâu. Bắt thằng này với thằng kia đi ngoại thế. Đó ở nhà đang ngủ rồi tới chiều mới nghe. Không ảnh thầy sợ ma. Ừ, chị em sợ ha. Không. Đi chăn dịch đó là mình đi giữ giùm cho người ta hay sao? Dạ, đi giữ mướn cho người ta. Thế hai chồng giữ hay là một mình ảnh? Hồi lúc con thằng trai lớn chưa mất thì hai vợ chồng đi ngoại giữ luôn. Rồi nó mất rồi về lo cúng kiến cơm nước gì cho nó. Không đi được nữa với nhà cửa gì. Cái đây mình giữ 1 tháng là nhiêu rồi anh chị sao? À, chồng vợ luôn là 6.500 phải không anh? 6.500 ha. 6 triệu à? 4 triệu, 6 triệu. 6 triệu à, ảnh thì 4.500, tôi thì 1.500. Cái đó cơm nước của mình cơm hay nước là người ta lo hết. Người ta lo hết nè. Chắc cũng ngoài nắng không hả chị? À, ngoài nắng không á, ngồi ngoài nắng trăng chắc ngoài đồng lắm. Ngồi giữa đồng gì nè. Mình phải có cái chòi chứ. Không, không có chòi, ngoài ruộng mà. Ruộng lúa người ta mình cắt chòi đâu được. Vậy đó hả? Mưa nắng là mưa mà áo mưa. Đúng rồi. Mưa thì bằng áo mưa. Còn ví dụ nắng á mình chung vô bóng cây kiếm được núp thì núp. Dạ. Rồi sau này ảnh đi ên này ảnh mới được 5 triệu. Ông gia cũng cực ha, tại vì ở trong này đâu có cái gì đâu làm. Đâu có gì đâu làm. Rồi, ví dụ như lặt ớt, lặt rau gì chắc trong này chắc cũng không có đâu lặt. Vậy ta có này. Mặn mướn, ta có mối mà hết trơn. Mình khơ khơ vô làm cũng được. Chính cái em đến đây để hỏi thăm gia đình cũng... cũng biết cũng gia đình cũng nằm trong cái hoàn cảnh khó khăn, với vừa rồi anh cũng mất một đứa con nó cũng thiệt hại kinh tế, thứ hai nữa cũng ảnh hưởng đến gia đình rất là nhiều ha, như là mất mát đi cái đau thương đó nhiều lắm. Nhưng hiện giờ thì Lê Thanh cũng thấy nhà anh cũng nói chung thì cũng ở cũng còn ở được. Thứ hai nữa thì anh cũng có cái chí hướng đi cố gắng đi mặn. Thì anh Sáu hiện giờ đang thờ em Tâm ở đây. Thì sắp tới nữa thì đang chuẩn bị đợt hai là anh Sáu sẽ nhờ thầy làm một lần nữa. Thì nghe biết em Tâm vẫn còn ở dưới. Đó, nghe bà con điện phải không? Đúng rồi, nghe bà con ở dưới điện. Thì anh mấy em đến đây thì không có gì hơn để hỗ trợ cho anh Sáu chút đỉnh để làm cái kinh phí đó, để đi đến cái chỗ Hậu Giang để giúp cho cái vong hồn em Tâm đã bị chết oan rồi, thì cũng đưa em đi tu đi học sau này trở lại thành người lại, thì em sẽ hỗ trợ cho anh 2 triệu nha.
Còn cái vấn đề bà con ở dưới là điện mấy bữa nay là hay là mới điện anh Sáu? Điện mấy bữa nay mà mình hôm qua ngang kia, hôm kia cũng có đi nói với bên ông kia, bển ông gánh cái sĩ đó. Mà ông mất đi cúng không có ở nhà. Người dịch người gà ngoài thì không có ai thả, hay mà cũng đi ra ngoài. Là bà con điện là nói là vẫn còn nhát hay sao? Cũng thấy chứ không có, cũng đỡ hơn lúc trước. Về xin cơm á. Đói. Tối về xin cơm lại dưới ha. Dưới. Tức là về xin cơm luôn ha sao? Lúc hổm mới chôn nó đâu mấy ngày vậy đó, nó cũng về nhà mẹ nó dưới á. Cái ông ở gần đó. Cũng đi xin cơm của ổng nữa. Ổng nói mày đói á thì mày chạy ra sao mày ăn đi. Rồi nó ăn rồi nó đi tới giờ không thấy nữa. Mà cái đó nằm mơ đó ha. Nằm mơ đó. Chứ cái thật sự thì mình không có thấy rồi đó. Có những người ở dưới Hậu Giang đó chỉ nằm mơ thôi, có ai mà thấy em Tâm hiện hồn không? Cái đó cũng chưa có nghe nói. Chỉ thấy nằm mơ thôi. Thấy nằm mơ hoặc là sợ sợ gì đó. Rồi thôi bây giờ anh Tâm, anh Thanh đại diện gửi cho anh Sáu đi ha. Cái này cũng như là cái chi phí của anh em chúng tôi thì gửi cho anh Sáu để chi phí đi xuống Hậu Giang để rước dòng em Tâm về. Thì cái này cũng như là em Tâm có linh thiêng cảm ứng, cảm nhận và chứng minh để cho cái số tiền này để đi xuống dưới Hậu Giang để rước em về ha. Thì Lê Thanh cũng trích 2 triệu này ở trong cái nhóm giống như là cái nhóm từ thiện đó, có gửi cho Lê Thanh để giúp cho những cái hoàn cảnh hoặc là hỗ trợ những cái phần khó khăn nào cho ai thì Lê Thanh sẽ thay mặt. Đó là nhóm tình thương bánh thương, Lê Thanh sẽ nhấn ra 500, cũng như một mạnh thường quân đã ẩn danh, cũng nói Lê Thanh cũng không cần nói tên, thì Lê Thanh nhấn ra 500. Bên cạnh đó chú Trần Phát Đạt 500 và Kim Thuận 500, là Kim Thuận trong cái phi vờ đó. Lê Thanh nhấn 500, tổng cộng 2 triệu để chấp tới anh Sáu lo cái tiền xe kinh phí để đi làm cái trách nhiệm của một người cậu của mình, lo cho cháu khi mà cháu đã qua đời. Đây 2 triệu nè anh Sáu. Xin thành thật cảm ơn mạnh quân với nhà hảo tâm với cô bác anh chị, xin cảm ơn luôn. Thôi thì cũng không có gì hơn, Lê Thanh sẽ khép lại video tại đây. Chúc cả nhà có nhiều niềm vui và nhiều may mắn. Thì sắp tới đây Lê Thanh sẽ, nếu có thời gian, Lê Thanh sẽ tiếp tục để quay về cái em Tâm, người mà mất ở Hậu Giang có linh tính rất là cao. Xin chào tất cả các bạn nhé.